lạy cô, đầu xuân năm mới cô về đây, mang tài tiếp lộc cho bác xa trong họ, từ lộc gần mang tới lộc xa mang về lạy cô. Đạt Lỗ Giải Trí 24 giờ xin mến chào tất cả quý anh chị em. Hôm nay Đạt Lỗ xin trân trọng được gửi tới tất cả quý anh chị em một chương trình ca nhạc cực kỳ đặc biệt, tự hào Việt Nam cực kỳ luôn. Mọi người đón xem nhé. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức tiết mục Cô Đôi Thượng Ngàn qua phần biểu diễn của đoàn dân ca Quan Họ tỉnh Bắc Ninh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lộc mang tài cho bách xa trong họ, lộc gần mang đến, lộc xa mang về. Đi tươi về tốt, đi một về mười. Khi đi một chỉ, khi về mười cây, lúc nào cũng giàu nhất làng, sáng họ. Qua phần biểu diễn múa Hồng Loan, nghệ sĩ Đức Hiền, huy chương vàng toàn quốc, hát Chầu Văn năm 2020. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và đón xem. Hãy
trong veo, bè xuôi thuyền ngược ý. Họ reo vang lưng ngừ, núi đa xếp mây tầng cao thấp ngàn cỏ hoa, tắm đi tắm đi màu xanh đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.